Chào các em. Chúng ta giải vòng số 5 Volumbic của khối lớp 8. Bài thi số 1. Tìm cặp bằng nhau. Các em chuẩn bị mực nháp. Chuẩn bị nháp và máy tính bỏ túi ha. Hệ số của hàng tử x bình phương trong này đâu có đâu, như vậy là bằng 0. Cái này thì các em chia ra sẽ được là âm 5. Nghiệm không âm. Nghiệm tức là cái số thay vào đây làm cho cái đa thức này bằng 0 này. Đó chính là số 0 các em. Số 0 thay vào đây là bằng 0 hết, cộng lại bằng 0 luôn. Và số 0 là số không âm, đúng rồi. Cái này ta bấm máy nếu thích ha. 10 mũ 3 chia cho 100 bằng 10 trừ 10 các em. Này x sẽ bằng 0,25. Sao mà đề dễ vậy? Giá trị nhỏ nhất ta dùng máy tính cho nhanh. Giá trị nhỏ nhất của nó là bằng 1, đạt được khi x bằng 5. Tiện đây thầy cũng nhắc luôn, sắp tới thầy sẽ mở những khóa luyện thi viêm bích cấp trường, cấp huyện, cấp tỉnh ở trên mạng. Ở trên trang web của thầy nó có hướng dẫn rất kỹ cách tham gia, cách đăng ký, cách học. Thì nếu các em có hứng thú thì nên tham gia ha. Bởi vì sẽ có rất nhiều chuyên đề hay mà các em chưa biết đâu. X bình trừ 10x cộng 25 thì ta sẽ biến đổi nó thành là x nè, bình nè, trừ 10x cộng 25 cộng 1 đó các em. X cộng 1, xin lỗi, x trừ 1, tất cả bình cộng 1 thì nó lớn hơn bằng 1. Xin lỗi, trừ 5 chứ. Như vậy cái này là đạt được giá trị nhỏ nhất là 1 nè. Khi x trừ 5 bằng 0 tức là x bằng 5 nha. Người ta hỏi giá trị nhỏ nhất người ta trả lời bằng 1. Khi tham gia các cái lớp khai giảng luyện thi viêm bích đó thì những cái này các em cũng không cần làm đâu, nhiều lúc các em nhẩm luôn là ra luôn ha. Kỹ năng các em sẽ tăng lên rất là nhanh. Thì nếu có hứng thú thì các em nên tham gia. Hẹn gặp lại các em ở những cái khóa học đó. Còn bây giờ thầy tiếp tục giảng tiếp bài này. Cái này ta thích thì ta bấm máy cũng được. Còn không thì các em dùng rút nhân tử chung. Cái ngoặc đơn này các em rút số 4 ra là ở trong ngoặc nó còn y chang cái này. Phải không? Rồi như vậy là kết quả bằng 1/4, tức là 0,25. Bên này các em nhân chéo lên. Nhân chéo trung tỷ ngoại tỷ đi. Các em sẽ có x bình bằng 100. X bình bằng 100 thì x sẽ bằng 10 hoặc là âm 10. Ở đây người ta đòi x âm, như vậy ta lấy số âm 10. Tiếp tục. Bài này thì x cộng 2 sẽ bằng 3 hoặc trừ 3. X cộng 2 bằng 3 thì x sẽ bằng 1. Còn x cộng 2 bằng trừ 3 thì x bằng âm 5 mất. Nhưng mà người ta đòi x dương, người ta lấy x bằng 1 em nhé. Còn bài này, bạn nên nhân vô thôi. Tìm hệ số B, biết rằng hai cái đa thức này bằng nhau. Các em nhân đơn thức với đa thức này, ta sẽ có là 2ax mũ 4 rồi cộng cho gì, cộng 2x bình nhân 2bx là sẽ thành 4bx mũ 3. 4bx mũ 3 rồi cộng cho 8cx, 8cx bình phương. Và đa thức này nó đồng nhất với cái đa thức bên cạnh là 6x mũ 4 trừ cho 20x mũ 3 trừ cho 8 lần x mũ 2.
giờ ta đồng nhất hai đa thức này thì 4B hệ số này sẽ bằng hệ số là trừ 20. 4B bằng trừ 20 thì B phải bằng trừ 5 nhé. Vậy thôi. Tương tự nếu muốn tìm C thì các em đồng nhất 8C chính là trừ 8. Hay muốn tìm A thì các em đồng nhất 2A với 6. Vậy thôi. Ở đây người ta hỏi B thì mình tìm B thôi chứ. Tự mình làm khó mình chỉ cho mệt. 0, 0. Không 25, không 25. Trừ 5, trừ 5. Trừ 10, trừ 10. 1, 1. Quá dễ dàng để qua được vòng này. Tứ giác. Rồi. Tính góc N bên trong bằng định lý tổng tổng bốn góc ha, 360 đi. Các em lấy 360 trừ 70 trừ 89 trừ 124 thì bằng 77. Rồi lấy 180 trừ 77 là ra 103, là ra góc ngoài. 103. Rồi. Vậy mũ 3 thôi. A mũ 3 cộng B mũ 3. Tổng hai lập phương bằng tổng nhân bình phương thiếu của hiệu. Dễ quá à. Thầy muốn gặp câu khó khó để hướng dẫn cho các em. Mấy câu này các em tự làm được hết mà. Rồi vẽ hình ra các em. ABCD hình tam cân. AB song song CD. AB thì bằng AD. Mà góc BAD bằng 130 rồi. Tam giác ABD là cân ở A nha. Vẽ hình ra thấy cân ở A. Tính góc ADB. Tính góc ADB thì lấy 130 trừ cho lấy 180 trừ 130 rồi chia đôi thôi. 25. Và cho lãng xẹt vậy. Đâu cần hình thang cân gì đâu. Cần cái tam giác cân nó là ra rồi. Rồi. Với mọi giờ các em để ý nha, n mũ 3 mà đi trừ cho n thì nó sẽ bằng n rút ra làm nhân tử chung ở trong, còn n bình trừ 1, mà n bình trừ 1 á là nó sẽ thành là n trừ 1 hàng đẳng thức số 3 đó các em. N trừ 1 nhân cho n cộng 1. Rồi n còn lại thì ghi vô giữa. Như vậy n mũ 3 trừ n chính là tích của 3 số liên tiếp. Tích 3 số nguyên liên tiếp thì bao giờ cũng chia hết cho 3 các em nhé. Và đồng thời cũng chia hết cho 2 các em nhé. Mà chia hết cho 3, chia hết cho 2 thì sẽ chia hết cho 6. Bởi vì 3 và 2 là nguyên tố cùng nhau. Vậy chia cho 6. Ở đây không có đáp án 2, không có đáp án 3. Ta chọn đáp án 6. Tích n số nguyên liên tiếp thì chia hết cho n các em nhé. Nhớ điều đó. Tích 7 số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 7. Tích 9 số nguyên liên tiếp thì chia hết cho 9. Chắc chắn. Rồi cái này thì mình thay vô tính cũng được, mà rút gọn rồi mới tính cũng được. Rồi ở đây thầy tính bằng máy tính cho nó lẹ. X trừ 1 mũ 3 trừ 4 lần alpha x mở ngoặc x bình trừ 1 hằng đẳng thức tôi gộp lại luôn, cộng 3 lần cái cuối. Cái cuối là hằng đẳng thức số 7. X mũ 3 trừ 1 đóng ngoặc. Rồi nhập x bằng âm 2. Các em tham gia cái lớp học luyện viên bích thì các em sẽ được hướng dẫn những cái kỹ năng về máy tính rất là hay và nhanh để giải quyết những cái loại toán này các em nhé. Và kể cả kiến thức toán cơ bản nâng cao nữa. Các em nên tham gia trong thời gian tới nếu có hứng thú. Kết quả là âm 30 các em. Toàn gặp câu dễ không? Hy vọng là nick số 2 sẽ gặp câu khó hơn. Thầy sẽ giải nhiều nick để cho các em có cơ hội gặp những câu khác nhau và khó. Yên tâm đi.
Rồi các em theo dõi. Tích 2 thừa số này bằng 0. Thì cái thừa số 4 cộng 3x bình phương là không bao giờ bằng 0 được rồi. 3x bình phương thì lớn hơn bằng 0 cộng 4 là dương hẳn. Số này dương. Như vậy là số bên cạnh phải bằng 0 thì nhân lại mới bằng 0 được. 2x cộng 1 bằng 0 thì x sẽ bằng trừ 1 phần 2 tức là trừ 0,5. Tự giải đi các em. Câu số 2. Khai triển ra hạng tử số 2, hạng tử số 2 là 3a bình b đó. 3 nhân 2x tất cả bình nhưng b là 3y đó. Thì nó sẽ ra là bằng 3 là 9 4, 36x bình y các em. Hệ số sẽ là 36. Toàn bài dễ không vậy? Ở giữa, ở giữa sẽ là 6 nhân x nhân y. 6 nhân x nhân y. Như vậy là trừ m sẽ bằng 6. Tức là m sẽ bằng trừ 6. M sẽ bằng trừ 6. Rồi. Hình bình hành vẽ hình thôi. A, B, C, D, trời ơi, cạnh đối hình bình hành phải bằng nhau, vậy là bằng 4. Mình ăn ở hiền lành hay sao gặp toàn câu dễ không vậy? Đi thi mà gặp mấy câu này thì coi chừng là dễ nhất. Nhưng mà không thích đâu kìa. Thích kiến thức thôi. Gặp mấy câu khó mới có điều kiện mở mang kiến thức cho em nha. Đừng có bao giờ ham dễ trong lúc rèn luyện. Đi thi thì cầu cho nó dễ ha. Còn bình thường nên cầu cho nó gặp câu khó để mình luyện luyện công ha. Tam giác ABC vuông tại A đường cao AH. E và F lần lượt là đối xứng với H qua ABC. Cái bài này là bài soi gương các em ơi. Cái bài soi gương. Số đo của góc EAF sẽ là 180 độ ha, 180 độ. Bài này ở vòng trước thầy có giải một cái bài giống vậy các em nha. À, bây giờ chả lẽ tôi giảng lại nữa hả? Thôi giảng lại luôn. Sợ gì ha? Mà giảng nhanh thôi. Chứ không có giảng kỹ. Nếu các em vẽ hình xong rồi các em sẽ thấy nó bằng 180. Rồi. Tam giác vuông nè. Vuông ha. Đó, vuông. Vuông ngoài. Rồi. Đường cao AH. Kỹ quá không các em? Này các em vẽ là các em thấy mà. Đây là A nè. Đây là B nè, đây là C nè. Còn đây là H. Rồi giờ thầy lấy đối xứng nè. Lấy đối xứng H. Lấy đối xứng H qua AB nè. Soi gương đó. H soi gương. AB là cái gương bóng nó đây nè. Rồi lấy đối xứng qua AC nữa. Như vậy là ta có cái góc E AF. Đây là điểm E ha. Đây là điểm F. Em nối lại em sẽ thấy là nó thẳng tưng. Thì cũng dễ hiểu thôi. Hai góc này bằng nhau nè, vì đối xứng qua trục AB. Rồi hai góc FAC với HAC bằng nhau vì đối xứng qua trục AC. Như vậy EAB bằng BAH rồi HAC bằng FAC. Mà hai cái góc ở giữa này cộng lại bằng 90 rồi thì hai góc ngoài rìa cộng lại cũng bằng 90. Vậy bốn góc này cộng lại là 180 các em nhé. Hình thang cân. Tổng độ dài hai cạnh bên, vẽ hình đi. Hình thang cân tổng độ dài hai cạnh bên, vậy là mỗi cạnh bên là 3,5. Đường trung bình là 5 thì tổng hai đáy sẽ là 10. 10 cộng 7 là 17.
Chu vi là tổng bốn cạnh. Rồi tiếp tục. Cái này ráp vô thôi, khai triển ra các em. Các em khai triển cái đa thức đó ra thì một số hạng tử nó sẽ triệt tiêu nhau. Cuối cùng nếu các em khai triển đúng á, nó sẽ ra là 2 x mũ 3 y mũ 3. Thầy nhẩm thầy thấy rồi đó. Em tự khai triển đi. Rồi bây giờ thay số vô. 2 nhân cho âm 0,125 là âm 1/8 đó. Âm 1/8 mũ 3. Rồi nhân cho 8 mũ 3 nữa, âm 8 mũ 3 nữa. Kết quả nó sẽ ra là 2. Hai kia nhân nhau 1 em. Toàn câu dễ không. Ôi trời, này là dễ nữa. Cái này nó sẽ ra bao nhiêu? Giải khai triển ra thôi. 10x cộng 1 trừ cộng 9 bằng 30. Giải ra x sẽ bằng 2 kia. Giải bằng máy cũng được, giải bằng tay cũng được. Tập hợp các nghiệm của đa thức này có số phần tử là 0 có nghiệm kia. À xin lỗi, có nghiệm kia. Nó có một nghiệm là bằng âm 1. Thầy giải như sau. Ta phân tích nó thành nguyên tử đi. X mũ 3 cộng cho x mũ 2 cộng cho x và cộng cho 1. Các em sẽ cho nó bằng này nè. Tách ra, dùng phương pháp tách các hạng tử các em học rồi ha. X mũ 3 trừ cho x bình phương rồi cộng 2x bình phương để bằng như cũ, trừ cho 2x. Đâu có, xin lỗi các em. Lộn nữa. Các em chia nhóm ra chứ. Các em nhóm x mũ 3 với x mũ 2 thành một nhóm. Thế nè. Để phân tích thành nhân tử. Rồi x cộng 1 các em nhóm thành nhóm. Rồi nhóm thứ nhất là rút x mũ 2 ra làm nhân tử chung sẽ trong có x cộng 1. Còn cái nhóm kia là để nguyên coi như là một loại nhân tử thôi. Rồi hai bên có x cộng 1 chung rút ra. Rồi ở trong sẽ còn là x bình và cộng cho 1. Giờ ta muốn đa thức này có nghiệm thì tức là ta muốn muốn gì? Muốn cái này bằng 0. Đúng không? Vậy cho nó có nghiệm đúng không? Thì các em thấy x bình cộng 1 là không thể bằng 0 rồi. Cái này nó lớn hơn 0. X bình là lớn hơn bằng 0, cộng 1 là dương hẳn. Vậy x cộng 1 phải bằng 0, tức là x sẽ bằng trừ 1 kia. Như là có một nghiệm là trừ 1, tức là tập nghiệm có đúng một phần tử thôi. Số phần tử là 1. Giá trị lớn nhất của đa thức này thì các em cứ phân tích ra đã, phá tung nó ra đã, khai triển nó ra. Khai triển nó ra nó sẽ bằng gì? Trừ 2x bình phương rồi cộng x cộng 6x là cộng 7x rồi trừ cho 3. Thầy dùng máy tính thầy tìm. Thầy dùng máy tính thầy tìm. Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất nè. Ở đây không có thời gian ha. Giá trị lớn nhất sẽ là 25/8 nè. 25/8 là 3,125 đó. Xong. Còn nếu giải bằng toán học thì các em sẽ giải nhanh như sau. P sẽ bằng thầy lấy trừ 2 để làm nguyên tử chung. Ở trong một x mũ 2 trừ cho 7/2 x cộng cho 3/2.
nhân vô lại đi, vẫn bằng như cũ đó các em. Vậy nó sẽ bằng tiếp là trừ 2 nhân cho ngoặc vuông nè, x mũ 2 trừ 2 nhân cho 7 phần 4 x rồi cộng cho 49 phần 16 rồi cộng 3 phần 2 trừ cho 49 phần 16 thì cuối cùng nó sẽ bằng là trừ 2 nhân cho x trừ 7 phần 4 tất cả bình rồi 3 phần 2 mà trừ cho 49 phần 16 3 phần 2 trừ cho 49 phần 16 thì bằng trừ 25 phần 16 25 phần 16 rồi giờ ta lại nhân vô thì nó sẽ bằng là trừ 2 nhân cho cái ngoặc đơn đó rồi trừ 2 nhân cho trừ 25 phần 16 bằng cộng ha, cộng 25 phần 8 thì cái này sẽ lớn hơn bằng 25 phần 8. Hai mươi lăm chia tám thì đúng là bằng 3,125 kia, đạt được khi x bằng 7/4 đó, 3,125. Các em nhớ tham gia khóa học luyện thi viên bích cấp trường, cấp huyện, tỉnh trên trang mạng của thầy. Hẹn gặp lại ở nick tiếp theo.